Mời quý vị đón xem, Kinh doanh ngoại hối, sách phân tích kỹ thuật đầu tư đầu tiên tại Việt Nam. Tác giả sách Đặng Hào Quang. Xuất bản và tái bản năm 2005, 2010 và 2015. Năm các nhà chính trị hay các nhà lãnh đạo kinh tế có ảnh hưởng lớn tới thị trường ngoại hối. Các thành viên chính phủ hay những người đứng đầu các ngân hàng trung ương, chính những người này có thể gây ảnh hưởng tới giá trị của một loại tiền tệ nào đó qua những gì họ nói, những gì họ làm. Họ bao gồm một số quốc gia có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật, Anh. Các chức vụ quan trọng như tổng thống, thủ tướng, thống đốc hay chủ tịch các ngân hàng luôn có sự thay đổi theo nhiệm kỳ hay các lý do khác. Nhưng chúng luôn được quan tâm chặt chẽ từ các nhà đầu tư, dù ai ngồi vào các vị trí đó thì những quyết sách của họ đều rất quan trọng và đều có những thay đổi, những tác động nhất định tới thị trường ngoại hối. 5.1 Mỹ. Hai nhà lãnh đạo hàng đầu có ảnh hưởng lớn nhất tới chỉ số đô la Mỹ, đo là index, đó là năm một một cục dự trữ liên bang mỹ cục dự trữ liên bang mỹ phép là bộ cánh của chính phủ các quyết định của tổ chức này có ảnh hưởng gián tiếp lên giá trị của đồng đô la mỹ họ điều khiển các chính sách can thiệp tiền tệ dựa trên sự tính toán theo các khoảng thời gian khác nhau và các mức độ ảnh hưởng khác nhau phù hợp với giá trị hiện tại của đồng đô la mỹ trong các hoạt động kinh doanh của chính phủ các cuộc gặp gỡ của cục dự trữ liên bang mỹ fomc được cho là điều hành chính sách tiền tệ của mỹ ví dụ như họ sẽ trông năm các ảnh hưởng trực tiếp của lãi suất bằng cách gia tăng hay hạ thấp các mục tiêu quỹ của Fed, Fed phăng, hay tỷ giá các hối phiếu, đích cao nhất. Dưới dây là các thành viên có quyền bỏ phiếu của FOMC. Danh sách các thành viên Cục Dự trữ Liên bang năm 2014. Năm 1, 2 các quỹ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Tỷ lệ lãi suất mà các ngân hàng cho vay tiền dựa trên tỷ lệ lãi suất cơ bản qua đêm khác, bằng cách điều khiển mục tiêu của các quỹ của Fed. Có nghĩa là, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Federal Reserve sẽ điều chỉnh mức độ mà các ngân hàng sẽ đồng ý cho vay hay vay tiền từ khách hàng. Ví dụ, tỷ lệ lãi suất hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang là 0.25%. Tỷ lệ lãi suất hối phiếu, discount rate là tỷ lệ mà các ngân hàng có thể vay tiền từ cục dự trữ liên bang nếu họ cần chúng cho các khoản thanh toán ngắn hạn là 0.50%, nguồn từ Federal HNG tháng 9 năm 2009. FOM không có quyền trực tiếp và có những ảnh hưởng quan trọng khác theo cách mà họ điều khiển tỷ lệ Federal Funds mà chính là hiệp hội tỷ lệ lãi suất của Mỹ, theo Foundation for Interest Rate mới là nơi có quyền quyết định trực tiếp như là một kết quả tất yếu các bình luận từ các quan chức của phone nói chung về tình trạng của nền kinh tế không ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị của đồng đô la mỹ tuy nhiên không có gì ngoại trừ một số lời tuyên bố đó cũng có thể là các bản báo cáo và chính những lời tuyên bố này sẽ thay đổi hệ thống tỷ lệ lãi suất năm một ba các số liệu cơ bản của nền kinh tế mỹ hàng tháng các chỉ số thống kê của mỹ us fundamental economic data sẽ được công bố nhằm trợ giúp xác định sự tăng trưởng hiện tại và tương lai của nền kinh tế Chúng bao gồm các chỉ số thống kê như: chỉ số nạn thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số công việc dịch vụ tạo ra hay mất đi, sự thay đổi trong chi phí nhân công lao động lạm phát bao gồm: chỉ số tiêu dùng, chỉ số giá sản phẩm chỉ số công nghiệp, sản phẩm công nghiệp, năng suất sử dụng lao động chỉ số tiêu dùng, chỉ số bán lẻ, chỉ số bán xe hơi, chỉ số các đơn đặt hàng và rất nhiều các cuộc khảo sát kinh doanh như chỉ số quản lý mua bán quốc gia hay các vùng miền cơ bản. Thêm vào đó, mỗi quý chính phủ Mỹ sẽ công bố số liệu GDP. Cuối cùng, ngân hàng dự trữ liên bang sẽ phát hành bút về các hoạt động kinh tế trước khi các cuộc gặp gỡ của FOMC diễn ra. Bản tham khảo về các chỉ số. Dưới đây là 26 chỉ số thông dụng của nền kinh tế Mỹ, khi các tổ chức hay chính phủ Mỹ công bố các chỉ số này, chúng thường sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số giá trị của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ 5.2 Các nhà lãnh đạo kinh tế có ảnh hưởng ở châu Âu 5.2 Một ngân hàng trung ương châu Âu Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, thay mặt Liên minh châu Âu điều hành chính sách tiền tệ của các quốc gia đã ra nhập Liên minh châu Âu. Các quốc gia này bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Áo, Phần Lan, Iceland, Luxembourg và Hy Lạp. Ngân hàng Trung ương châu Âu sắp đặt hai hệ thống cục trụ để hướng dẫn cho các hoạt động của họ một đóng vai trò chính trong chính sách tiền tệ. Cục trụ này là một sự giám sát bằng cách xếp đặt các khảo sát có giá trị dựa trên tỷ lệ tăng trưởng của một tổng hợp dòng lớn về chính sách tiền tệ. Được định nghĩa như là M3. Tỷ lệ tăng trưởng mà họ ấn định được diễn tả như là một tỷ lệ tăng trưởng hàng năm. Ví dụ, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 4.5%. Cột trụ thứ hai là một sự mở rộng dựa trên mức độ đánh thuế từ sự phát triển của giá và tỷ lệ rủi ro để thiết lập sự ổn định cho giá cả đó là một sự đo lường bằng cách giám sát tất cả mọi thứ, được gọi là chỉ số hài hòa giá cả tiêu dùng. Sự đo lường này được xem xét theo mức gia tăng hàng năm. Các ấn định của HICT nhằm đạt được mục tiêu là 2% hay ít hơn. Ngân hàng Trung ương châu Âu nỗ lực điều hành chính sách tiền tệ tăng trưởng và tỷ lệ lạm phát theo sự dịch chuyển chung của ba nhân tố tỷ lệ lãi suất. Giờ ma dừng nồ lending, facility rate là giá trần của tỷ lệ lãi suất qua đêm nơi mà hai bên đối lập party, có thể chấp nhận và có tính lưu chuyển từ ngân hàng trung ương NCB. Giờ deposit facility rate là giá sàn được xếp đặt cho tỷ lệ lãi suất qua đêm. Đó là tỷ lệ lãi suất mà các bên liên quan mượn tiền từ ngân hàng trung ương. Giờ Menji Financing Operation, minimum Biết Cuối cùng, các ngân hàng sẽ đưa ra tỷ lệ lãi suất dựa trên tỷ lệ đã ấn định của ngân hàng trung ương, theo lệ hợp lý cho các nguồn vốn qua đêm dựa trên ngày cơ bản. Ví dụ, Giờ cơ dần deposit facility rate or floor là 0.25%. Giờ ma dư no lending facility rate siêu linh là 1%. Giờ mini financing operation minimum biz ON Interjetjet là 1.75%. Số liệu tháng 9 năm 2009. Theo đó, ECB thường tổ chức các cuộc gặp gỡ các thành viên vào mỗi thứ năm khác nhau. Khi đó, họ sẽ quyết định chính sách tỷ lệ lãi suất Ngoài ra, vào ngày thứ năm đầu tiên của mỗi tháng, ECB sẽ điều hành các cuộc họp báo. Tại đó, họ sẽ công bố viễn cảnh về tiền tệ và kinh tế của toàn khối liên minh. Năm, hai, hai các thành viên của Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB. Danh sách thành viên của Ngân hàng Trung ương Âu châu bao gồm 6 thành viên ban điều hành và 18 thành viên là thống đốc ngân hàng của các quốc gia thành viên. 6 thành viên ban điều hành bao gồm 18 thành viên là thống đốc ngân hàng trung ương của các quốc gia thành viên EU bao gồm năm hai ba một số nhà lãnh đạo đáng chú ý khác của châu âu năm ba vương quốc anh năm ba một ngân hàng trung ương anh boe cũng như bao ngân hàng trung ương của các quốc gia khác mục đích chính của các ngân hàng trung ương là duy trì một tình trạng nguyên vẹn và giá trị của tiền tệ đồng bảng anh pao hai thiết lập sự ổn định của hệ thống tài chính trong nước cũng như quốc tế BOE cũng có nghĩa vụ phải đảm bảo tính hiệu lực và tính nguyên vẹn của các dịch vụ tài chính Anh quốc. Ngân hàng trung ương phải thực hiện các mục đích chính qua việc thay đổi tỷ lệ lãi suất, đặc biệt là tỷ lệ lãi suất hối phiếu (repo). Tỷ lệ lãi suất mà ngân hàng trung ương tính phí trên các nguồn vốn cho vay. Bằng cách sắp đặt tỷ lệ lãi suất này, nó sẽ gây ảnh hưởng tới các tỷ lệ lãi suất khác trong hệ thống ngân hàng quốc gia. Từ đó, có thể giúp xác định phương hướng của nền kinh tế, tỷ lệ lạm phát và mức độ tiền tệ hiện tại. Cơ dừng repo là 0.50%, số liệu tháng 9 năm 2009 năm ba hai các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng tới kinh tế của vương quốc anh ngân hàng trung ương có các cuộc gặp gỡ để thảo luận về chính sách tiền tệ các cuộc gặp này thường diễn ra vào ngày thứ tư và thứ năm sau ngày thứ hai đầu tiên của mỗi tháng đôi khi lịch trình này cũng có thể có đôi chút khác biệt các quyết định về tỷ lệ lãi suất thường được công bố vào giữa trưa của ngày thứ năm lúc 12 giờ các chi tiết của cuộc họp được đăng đầy đủ trong vòng 2 tuần sau khi cuộc họp diễn ra. Các thành viên chính của Ủy ban Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Trung ương Anh Quốc bao gồm Các nhà lãnh đạo khác năm các nhân tố báo cáo cơ bản của nền kinh tế Anh quốc năm một các bản báo cáo lạm phát ngân hàng trung ương Anh sẽ phát hành bản báo cáo lạm phát IA hàng quý các bản báo cáo này đưa ra một bức tranh toàn cảnh về sự phát triển kinh tế bao gồm cả các thông tin về tỷ giá trao đổi chỉ số lạm phát nhu cầu vốn khả năng sản xuất và điều kiện thị trường lao động các bản báo cáo lạm phát được xuất bản vào tháng 2, năm tám và tháng 11 hàng năm các bản báo cáo làm phát cùng với giờ banh quát tờ, bu lơ từng, được ấn bản và được xem như các chính sách của chính phủ và chúng được giới thiệu từ MPC, thông báo về các cân nhắc của họ trong việc thay đổi tỷ lệ lãi suất. 5.3.3 Hai các bản báo cáo hàng quý Ngân hàng Trung ương sẽ phát hành các bản báo các hàng quý nhằm cung cấp các thông tin về sự phát triển của thị trường, chính sách điều hành tiền tệ. Nó cũng chứa đựng một phạm vi rộng về các thông tin kinh tế tài chính mà BOE cảm thấy có thể có một số ảnh hưởng lên thị trường trong nước và thị trường quốc tế các bản báo cáo hàng quý của ngân hàng trung ương anh quốc được xuất bản vào mùa xuân hạ thu đông thường thì vào khoảng giữa tháng đầu tiên boe thường sử dụng các bản báo cáo này trong suốt quá trình cân nhắc ấn định tỷ lệ lãi suất và vì vậy chúng thường được các nhà kinh tế xem xét một cách kỹ lưỡng cộng với các ấn bản tài chính liên quan với chính sách tỷ lệ lãi suất năm ba 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 các số liệu kinh tế cơ bản của anh quốc ngoài các bản báo cáo như các bản báo cáo chỉ số lạm phát các bản báo cáo hàng quý còn có hàng loạt các bản báo cáo về các số liệu thống kê kinh tế được phát hành hàng tháng, nhằm giúp xác định sự tăng trưởng hiện tại cũng như tương lai của nền kinh tế Anh quốc. Các nhân tố thống kê được phát hành hàng tháng bao gồm: Chỉ số thống kê lao động hàng tháng, Chỉ số lạm phát bao gồm: chỉ số hàng hóa bán lẻ, SICP Index và PPI Index, Chỉ số sản xuất, chỉ số hàng công nghiệp, chỉ số năng lực sản xuất, Chỉ số tiêu dùng, chỉ số bán lẻ, chỉ số mua xe hơi, Chỉ số giao dịch thương mại thống kê số tài khoản thanh toán hiện tại. Chỉ số thống kê nguồn cung tiền được đưa ra như M4, một chỉ số tiền tệ mở rộng bao gồm tất cả các chỉ số tài chính và mô một chỉ số tiền tệ hẹp hơn. Ngoài những chỉ số trên hàng quý chính phủ Anh còn công bố các số liệu GDP vào mỗi quý cơ bản. 5.4 Nhật Bản 5.4 Một ngân hàng trung ương Nhật Ngân hàng Trung ương Nhật, BOJ, có một nhiệm vụ tối quan trọng là duy trì sự ổn định của giá cả và đảm bảo một sự ổn định cho hệ thống tài chính. Để hoàn thành hai mục tiêu chính đó, BOJ điều hành theo các hoạt động như sau. một Bảo hiểm và quản lý tiền tệ. 2. Thi hành chính sách tiền tệ qua sự thay đổi tỷ lệ lãi suất. 3. Cung cấp dịch vụ thanh toán và bảo đảm sự ổn định trong hệ thống tài chính. 4. Đảm bảo và quản lý các loại chứng khoán của chính phủ. 5. Các hoạt động quốc tế. 6. Sưu tập các số liệu, phân tích kinh tế và các hoạt động nghiên cứu khác. Phần lớn các ảnh hưởng trực tiếp lên tỷ giá tiền tệ và những ảnh hưởng lên chính sách tiền tệ đó đều được sưu tập, báo cáo và luôn là một phần rất quan trọng trong các hoạt động của Ngân hàng Trung ương Nhật. 5. 4. Hai chính sách tỷ lệ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Ngân hàng Trung ương Nhật thi hành nhiệm vụ như là một người bảo vệ tiền tệ, đồng yên, bằng cách thay đổi và tác động lên tỷ lệ lãi suất quốc gia. BOJ điều khiển trực tiếp các khối phiếu chính phủ và từ tỷ lệ lãi suất khối phiếu đó lại tác động lên tỷ lệ lãi suất chung. Nó được cho rằng, Tỷ lệ đó được BOJ tính cho các tổ chức tài chính cá nhân trên các nguồn vốn vay của các tổ chức đó. Sự thay đổi trong tỷ lệ này có một ảnh hưởng trực tiếp lên giá của các loại tín dụng cho các hoạt động kinh doanh hay các chỉ số tiêu dùng. BOJ quản lý chính sách tiền tệ theo hai cách thức sau. Một bằng cách điều khiển một khối lượng lớn làm gia tăng tính lưu chuyển trong thị trường liên ngân hàng, interbank money market, bằng cách đồng loạt rút vốn qua nguồn cung trực tiếp tại các tổ chức liên ngân hàng. Hai, hay bằng cách mua hay bán các loại hối phiếu trái phiếu trên thị trường mở, open market. Kiểu điều hành này giúp các công ty thương mại có cơ hội góp phần vào một chính sách tạo tính lưu chuyển cao của BOJ. Bằng cách gia tăng nguồn cung tiền vào hệ thống, họ khuyến khích. Một tỷ lệ lãi suất rất thấp và ngược lại. Một tỷ lệ lãi suất thấp thậm chí sẽ kích thích nền kinh tế và gia tăng các nhu cầu về đồng yên nhật. Tất cả điều đó nhằm mang lại sự cân bằng chung. Tỷ giá hối phiếu chính thức là 0.15%, số liệu từ BOJ tháng 3 năm 2006. Năm 43 các nhà lãnh đạo hàng đầu của Nhật